Konnichiwa, xin chào mọi người đã đến với kênh Kiểu Cơ Đồ GP. Hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người cách làm món thịt heo cuộn rau củ sốt kiểu Nhật. Đây là một món ăn đầy đủ dinh dưỡng, nằm gọn trong một cuốn như thế này, có thịt, rau, củ. Với cách chế biến nhanh gọn mà thành quả thì cực kỳ thơm ngon, hấp dẫn. Mời mọi người vào xem và cùng làm nhé. Để làm món này, ở đây mình có đậu que, củ cà rốt và nấm. Nguyên liệu này cũng có thể thay đổi linh hoạt theo từng sở thích nha. Đậu que mình sẽ tước cái sợi xơ ở hai đầu nó ra ha. Cái này đậu non quá cho nên nó cũng không có nữa. Mình cắt hai cái đầu bỏ đi nha. Nấm thì mình cắt ra thành từng thanh dài ha. Cà rốt mình cũng sẽ cắt ra thành từng cây dài, từng cây thon dài như cái đậu que vậy nha mọi người. Tiếp theo mình sẽ trải một tấm rubber lên thớt như thế này. Thịt heo mình sẽ sử dụng dạng thịt cốc lết. Nếu như mà mọi người thích sử dụng thịt ba rọi cũng được nữa nha. Mình mua cái loại mà người ta sắt lát mỏng như vậy nè. Và cũng có thể thay thế bằng thịt bò nữa nha. Xếp thịt đều ra như vậy nha. Mình sẽ dùng cái rây cho một muỗng canh bột khoai tây vào đây và rắc đều lên. Nếu không có bột khoai tây thì có thể thay thế bằng bột năng hoặc bột mì cũng được nha. Rồi mình trét đều ra. Đó, cho nó dính lên thịt như vậy ha. Tiếp theo mình sẽ xếp đều củ cải đỏ, đậu que và nấm xếp đều lên đây. Rồi, mình đã xếp đều rồi. Bây giờ mình rắc thêm một lớp bột lên đây nữa nha. Và cuộn cho chặt lại nha. Cuộn xong rồi mình bóp cho chặt lại như vậy. Đó, bóp vuốt cho nó chặt lại ha. Và mở bịch ra, rắc thêm một lớp bột lên đây nữa. Rắc bột đều lên cuốn thịt nha mọi người. Rồi mình bóp cho chặt lại cho nó dính lại ha. Sau đó mình sẽ bắt chảo lên bếp, cho vào đây một ít dầu ăn. Cho thịt vào đây chiên áp chảo. Khi cho vào mọi người nhớ quay cái phần mối của nó xuống áp chảo nha.
áp chảo với lửa trung bình. Khi thịt đã vàng rồi mình sẽ trở nha. Trở cho thịt vàng đều. Thịt của mình bây giờ nó đã vàng đều rồi, mình sẽ làm nước sốt cho vào đây luôn. 2 muỗng canh shoyu. Shoyu là nước tương Nhật nha mọi người. 2 muỗng canh. Muỗng canh là muỗng 15cc, 15ml. 2 muỗng canh là 30cc, 30ml nha. Thêm 1 muỗng canh mirin. Mirin là một loại nước nêm của Nhật. Một muỗng canh rượu nấu ăn. Rồi mình bưng chảo lên đảo chảo cho nó thấm đều nước sốt vào thịt ha. Rồi đậy nắp lại để ở đây nấu khoảng 3 phút với lửa nhỏ. Sau 3 phút mình mở ra và trở mặt thịt cho thịt vàng đều ha. Nhớ là khi cho nước sốt vào phải vặn lửa nhỏ xuống nha mọi người. Để lửa lớn là nó sẽ khét liền luôn, khét ngay luôn đó. Tiếp tục đậy nắp lại và nấu thêm 3 phút nữa. Bây giờ thì thịt của mình đã vàng đều rồi, mình tắt bếp và gấp ra nha. Để nguội cho ra thớt và cắt thành từng khoanh vừa ăn. Vậy là xong rồi nè. Nhìn hấp dẫn chưa? Dễ làm quá phải không nè. Và nhìn rất là ngon luôn. Mình chúc mọi người làm đều được thành công nha. Clip của mình xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Nếu thấy thích hãy nhớ ủng hộ mình bằng cách bấm like hoặc share và đăng ký cho kênh của Kiều Cá Đồ CP để khi mình đăng clip mới, mọi người sẽ được xem đầu tiên. Mọi thắc mắc hay đóng góp ý kiến, xin vui lòng comment bên dưới clip. Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người để mình có thêm động lực làm nhiều clip khác hấp dẫn hơn nữa nha. Hẹn gặp lại mọi người ở các clip sau. Saigo made mite kurete. Arigatou gozaimasu. Mata ne.